Xin chào các bạn. Hôm nay Nam sẽ giới thiệu đến các bạn các bước thực hiện bánh bông lan cơ bản, thì bao gồm những cái thao tác. Còn phần nguyên liệu thì mình đã giới thiệu ở video clip tuần trước. Thì hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị thì lòng trắng, chúng ta sẽ tách riêng rồi lòng trắng của hai cái trứng gà, chúng ta sẽ để vào một thô lớn và chúng ta sẽ đánh đánh trước. Hai lòng đỏ chúng ta sẽ để riêng ra và chúng ta sẽ đánh ở lần sau, và đường cát trắng xay nhuyễn. Thì thao tác đầu tiên của chúng ta là sẽ đánh lòng trắng trứng cho tơi lên, sau đó chúng ta sẽ cho một nửa cái lượng đường cát trắng này, 100 g đường cát trắng này, thì cho một nửa vào đánh chung với cái lòng trắng này cho nó nổi bông lên. Sau đó chúng ta sẽ cho lòng đỏ vào và chúng ta sẽ cho tiếp đánh cái lượng lòng đỏ cho đều lên, và chúng ta sẽ cho cái lượng đường còn lại vào đánh cho tới khi nào đường tan hết là được. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào thao tác thực hiện. Trong quá trình đánh trứng, khi mà ta cứ đánh tơi bông trứng như vậy á, thì ta cứ cho từ từ một lần là nửa cái lượng đường này vào nha các bạn.